Chào anh em ha, hôm nay em giới thiệu cái máy Echo 2 nòng 611T. Máy này 2 bogie 2 nòng nha anh em. Trước cái, đèn cái. Hàng độc lạ hiếm có nha anh em. Mua săn lắm mới được. Làm chỉ ra nè 611T, nghe tiếng bô chắc nịch. Máy này cái đầu máy cỡ 7-8 kg, hai nòng rồi nó chạy nó ít có rung như một nòng nữa nè. Nó đối xứng, hai máy nó nổ lượt nhau nó ít rung. Chỉnh nhanh đi bằng tay không, chỉnh nhất tay không, tem mạc đâu còn hết mà nó mờ, nó không có thấy. Máy này chắc để ngoài nắng nó bị phai phai cái màu. Chứ chạy chỗ máy bãi mà phải chạy hết. Cái dòng máy nhôm này nó dễ chạy lắm, mình nó được gì cũng đẹp lắm. Mở vô e ra cho anh em coi. Máy bãi là vậy thôi chứ nè, ốc còn 7 màu nữa. Máy này chắc 61cc đúng không? 611. Mà nổ như đã lắm em. Ở ngoài em mới đã. Coi trên clip chưa đã rồi. Này đẹp anh em. Mặt trước nè. Mặt trước này nó đụng với cây nhiều mà nó còn đẹp nè. Xài đồng tiền luôn anh em. Xích này xích lớn á. Làm kéo cỡ 6-7 tấc gì được á. Ở dưới nè. Vài bữa nay em sắp về vài con cũng bự bự hai nòng nữa. Này máy này mua khó lắm nè. Tại nó cũng dạng hiếm. Bán siêu tầm này kia được. Cái đầu này giờ em bán 2,5 triệu nè. Còn thắng xích luôn nó lành. 2,5 triệu. Mua về đổ xăng chạy thôi. Thêm cái làm xích nữa. Kéo cái làm cỡ 6-7 tấc với xích lớn.
Anh em nào có làm xích rồi thì mua về úp vô xài thôi, 2,5 triệu nha anh em. Anh em nào muốn liên hệ Zalo 0961088776 Bình Hoài để mua máy này 2,5 triệu. Cầm cái máy này cưa là thấy quy lực liền. Thấy làm như mình mạnh hẳn ra. Đều đều nó ít rung lắm nè. Ưu điểm của cái dòng máy hai nòng này là nó vậy, nó ít cơ rung. Rồi 2,5 triệu anh em, nào muốn mua liên hệ nha, chào anh em.